Ok các bạn ơi, ngày hôm nay mình đang đi đón mấy em bé. Mấy bạn này là mấy bạn fan của Hero Team. Và đặc biệt là trong đấy có một cái đứa quạt của mình. Quạt này nó không phải quạt bình thường nha các bạn. Nó là quạt công nghiệp, tức là gì? Nó báo, quá báo luôn các bạn. Và bây giờ mình cùng xem cái đứa báo đấy đang ở đâu rồi nhá. Ở ngoài kia các bạn nhìn thấy không? Có mấy bà kẹ đang đứng ở trước cổng công ty mình kìa. Thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Ở ngoài kia sợ quá bạn, bây giờ mình làm gì à? Hay là bây giờ mình trốn đi? Mình tự nhiên mình có fan meeting các bạn ạ. Đối với bạn, bây giờ mình sẽ phải ra mở cổng cho mấy đứa quạt đấy bạn. Tí hiểu. Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Đây là Trúc Báo cùng với cả Như Báo với cả một bạn nữa. Đây là gì? Đây là Mai Phương. Sao mà không nhớ tên nó được? Đây là hội ba con báo. Ba con báo này, con báo của Không Cần. Đây là con báo của Keron này. Còn đây là con báo của Mr. Dịch. Các bạn nhìn thấy ba màu này, màu vàng này, màu xanh này, màu đỏ. Các bạn nhìn thấy không? Trông như cái cột đèn giao thông đâu. Ok, đấy các bạn, đây là ba con báo và đây là cái quạt công nghiệp của bên hội nhóm của mình các bạn. Băng đảng của em nay tại sao có ba đứa? Thế ba đứa em qua đây gặp anh đó. Thế á? Không, hai chỉ có em qua đây gặp anh thôi. Hai đứa kia nó sẽ lấy cớ để nó đi nó gặp hai đứa khác. Đúng chưa? Đúng. Đúng, ok. Và bây giờ mình sẽ phải tiếp ba con báo. Hôm qua cái Trúc gọi mình là nó bảo là anh ơi ngày mai em sẽ qua thăm anh nhé. Là mình thấy có điểm rồi các bạn. Nói ok nhưng mà mình sợ gì bạn chơi. Đi. Yo. Và bây giờ chào mừng các bạn đến với cả lớp học ba con báo. Yeah. Đây, giới thiệu bạn. Đây chính là lớp học ba con báo mình mới khai mở. Mình chính là thầy giáo hiệu trưởng kiêm thầy giáo chủ nhiệm Mr. Vịt. Ở đây mình có ba con báo. Hôm nay đi học vào lúc 12 giờ trưa. Và bây giờ tụi nó đang ngồi trên này. Bây giờ mình sẽ phỏng vấn các bạn để xem các bạn ý là đã học bài về nhà chưa nhá. Rồi ok. Rồi. Tên đầy đủ của Phong Cận. Nguyễn Thanh Phong. Rồi, Phong Cận yêu ai? Sammy. Sammy à? Sai rồi, Phong Cận yêu Crayon. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó, đó đúng không? Rồi ok. Thứ hai là quê Phong Cận ở đâu? Bình Dương. Sai, quê Phong Cận ở Bình Minh nha các bạn. Quê Phong Cận ở Bình Quê Phong Cận là ở Bình Minh nha anh em. Nó bạn ấy chưa học thuộc bài, đừng đấy tí ăn phạt. Rồi, tiếp theo nữa. Bạn Trúc thì mình hay gọi bạn ý là Trúc trộm chó nha anh em. Rồi, hôm qua lao động vất vả, hôm qua Trúc đi trộm được mấy con chó rồi? Hai con. Hai con, nếu bạn ông đấy chưa đánh đã sai, vừa nói là xong, vừa nói là Trúc trộm chó đúng không? Rồi. Ok, hôm nay Trúc trộm chó đến thăm anh Mr. Dịch. Trúc trộm chó muốn âm mưu điều gì, nói mau. Không âm mưu gì hết. Các bạn biết vì sao mà mình nói là Trúc âm mưu điều gì không bạn? Bởi vì trước khi ấy, mà cái Trúc nó sang nó thăm mình ấy, nó sẽ thường chat cho mình một câu ấy là anh ơi, anh thích ăn gì? Anh thích uống gì? Anh thích mặc gì? Chó ơi. Nó sẽ hỏi một giống như kiểu FBI hỏi người thường vậy các bạn. Vậy thì hôm nay em hỏi em sưu tập hết những cái dữ liệu đấy rồi em muốn điều gì? Em muốn ăn. À, anh à, mình còn nhớ là bạn ý mà hỏi mình là mình muốn ăn gì, mình nói là mình muốn ăn sầu riêng và thứ hai là mình muốn ăn khô gà. Còn uống là mình uống nước dừa để tí xem cái menu bạn ý mang đến ngày hôm nay sẽ có những từ đấy không nhá bạn. Đó, bạn ý hỏi mình rồi nha anh em rồi. Cuối cùng, trời ơi, đây là con báo gọi là ốm yếu các bạn. Đây là áo báo Mai Phương ốm yếu. Và nhìn thấy body Mai Phương các bạn. Đó, body này là chỉ cần gió thổi là bay. Đấy, người đụng vô là Mai Phương sẽ lăn 800 mét nha anh em. Rồi, hôm nay kiểm tra bài cũ. Hôm nay Mai Phương đến đây, Mai Phương thăm ai? Thăm Keron và Simi đúng không? Thì Mai Phương đến đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ 3 đúng không? Thế Mai Phương có thể kể cho các bạn nghe về lần thứ 2 Mai Phương đến thăm Keron và Simi được không? Mình muốn các bạn nghe về sự tích Mai Phương đi thăm Idu lần 2. Mai Phương cho anh hỏi, hôm đó chúng ta gặp nhau ở đâu? Ở công ty à? Chúng ta gặp nhau ở phòng nào? Phòng này đúng không? Mai Phương có nhìn thấy cái gì kia không? Cái camera kìa. Thấy không, thấy không? Các bạn nhìn thấy camera ở trên góc chưa bạn? Hôm ấy Mai Phương đi đôi dép nào đến đây? Giày. Em đi giày đúng không? Sau lúc em đi về em đi bằng cái gì? Cái đồ em ấy, cái nó cho em lúc em lấy đi. Cái cho em trước khi em về hay là sau khi em đã về? Lúc mà em định về em còn mấy cái dép đó rồi cái nói là thôi anh cho em á, em mang về đi. Rồi,
Cảm ơn các bạn. Chúng tôi đã vừa khám phá ra một vụ án, bởi vì cái chiếc dép đấy nếu mà mình không nhầm thì là cái đôi dép đấy là mình không biết là của Keron hay của ai đấy, nhưng mà hôm đấy công ty mình đã đấm nhau một trận rất là lớn và chúng mình đã phải ngồi cùng nhau check camera và mình phát hiện ra thủ phạm của đôi dép đấy chính là Mai Phương. Đó, mình check camera mà mình phát hiện ra là có một đứa nó đi ra khỏi công ty mình trên chiếc xe máy ấy, nó đi đôi dép đó, và mình bảo là ố, tại sao Mai Phương lại đến đây và nhảy dép của mình. Dép đấy không phải dép của mình nha bạn, nhưng mà dép đấy là dép của Keron, và hôm nay Mai Phương đã minh oan cho bản thân bằng một cái lời thanh minh rất là hợp lý. Cái dép đó là mà Keron cho bạn, thế nên mình sẽ đấm Keron. Okay. Mình sẽ đấm Keron vì Keron cho cái dép đấy nha. Hình như dép đấy cũng là của Keron, nhưng mà thấy Keron bảo mất dép. Không phải, của cái chị nào đó. À, của chị nào? Chết rồi. Các bạn thấy chưa? Idol nào fan đấy. Keron lấy dép của người khác cho Mai Phương. Tàn ác. Hôm nay thì ba người và con báo đã đến đây rồi. Bây giờ mình sẽ thực hiện yêu cầu của ban báo, đấy là gọi thêm hai thanh niên kia hốt hai con báo về, và mình sẽ chỉ tiếp một con này nhanh em. Phương cận TV, mình sẽ gọi là Phong nhanh em. Mình đã gọi cho Kai rồi. Mình nghi là ông Phong này đến từ này là ông vẫn đang ngủ, và bây giờ là gần 1 giờ chiều rồi. Mình nghi là đến từ này Phong vẫn đang ngủ nhá. Mấy ca nè. Các bạn biết là sao mình biết tụi nó thức đêm không? Bởi vì nửa đêm ngày hôm qua sau khi mình live stream xong, mình làm một đống việc lúc 12 giờ đêm, chúng nó vẫn đang nhảy như một con tinh tinh thủng trường ở ngoài đường ấy. Thế mà mình cá chắc là ngày hôm nay chúng nó sẽ ngủ đến tận trưa luôn các bạn. Camera man có công nhận là sáng nay lúc 7 rưỡi sáng anh đã dậy rồi anh làm việc không? Công nhận không? Đó, uy tín các bạn, uy tín luôn, mà mình là người cực kỳ chăm chỉ. Từ nay mình sẽ sống theo thì lành mạnh, tích cực và lan truyền năng lượng đến cho người khác nhanh em. Đây chính là anh Rider ở tuyến. Anh này anh mới đi ra biệt về. Đây là Rider đến từ phía công ty mình các bạn. Đấy, bạn có thể nhận ra mái tóc màu đỏ chót của anh rất là dễ quen thuộc các bạn hiểu không? Anh Rider có thể hát cái bài mà nó bùng nổ đến chung kết cũng như đang viral khắp TikTok rồi không anh? Ở Việt Nam ơ. Không phải bài Việt Nam ơ các bạn. Bài này đấy là chung kết là TikTok Game Master, thì là bên mình có anh Keron, còn đây là anh Rider là bên gọi là chung kết rap Việt các bạn. Đó, chung kết rap Việt thì anh Rider. Có những lúc anh nghĩ anh chẳng đâu ra được đâu, nhưng vẫn cố bước tiếp những chuyện đã qua từ lâu. Thì tất cả những bạn cực kỳ đó. Ok. Rồi, bây giờ các bạn giới thiệu, đây là báo của Keron đấy. Hello em. Mời Keron nhận báo về. Anh không cho em báo đâu. Anh không biết em qua mà. Cũng như việc không nói mà. Bốn luôn à. Nhiều việc quá. Cay ha. Bạn đi vào và nãy gọi cay nhưng mà cay tắt máy. Đúng rồi. Anh còn xin nữa. Chắc là lúc anh đang còn ngủ á. Yên tâm bạn, không phải chỉ một mình idol ngủ, cái idol màu xanh ngồi kia cũng đang ngủ kìa. Đang ngồi đợi. Cay thật sự. Tối nay về thoát fan luôn. Tối nay về hủy unfollow. Không ai đồ ấy biết. 7 giờ sáng đã dậy ngồi chờ em. Anh đứng đây từ sáng. Anh đứng đây từ sáng, em tự hào với anh không? Yeah, anh đứng đây từ sáng, không sao cả, thôi rồi. Thôi bây giờ bạn có thể dẫn quạt của bạn về dưới phòng và tâm sự các thứ, rồi có thể trao đổi chiêu thức đấm nhau gì đó để mình đi tiếp fan của mình. Mình đang ngồi đây để mình đợi, để mình trung chuyển nốt cái ca màu xanh nước biển đấy bạn. Cái ca màu xanh nước biển này đang ngồi bất lực với một ông đang nằm ngủ dưới kia kìa. Đó, mình phải đợi xích nốt về đã. Mình chỉ ra mặt để đại diện để tiếp thôi. Còn chủ đề của mình chính ngày hôm nay vlog là sẽ về cái bạn áo vàng này. Còn hai bạn này sẽ là của bạn Kai với cả bạn Phong tự tiếp fan của mình nha. Người thì to xác tí thôi nhưng vẫn là em út của công ty anh. Thỉnh thoảng anh vẫn ôm ấp, anh vẫn ra nói lời yêu thương là sự thật. Thật luôn, tức là như hôm qua hôm kia vừa mới ôm nhau hay sao. Tự nhiên anh lại chạy lại ôm nhau. Tâm hồn này đã chịu bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu mất mát, bao nhiêu đau khổ thì chắc chỉ mỗi mình vì biết thôi. Còn Simi biết nữa và anh em Hero biết nữa bạn. Hôm nay idol này bị viêm xoang. Lúc ấy Kai bước lên của các bạn và Kai chưa xuất hiện. Nhưng mà Kai gái ấy, có mấy anh Phương, ai tức là mình không biết từ bao giờ mà cái xịt đấy nó thành signature của Kai. Cứ lâu nghe tiếng xịt là biết người. Cứ lâu là lại nghe tiếng hình kìa. Nó vừa bước trên cầu thang, chưa nhìn thấy mặt, chưa nhìn thấy người đâu. Nghe cái quay Phương kiểu, ai cái đấy là cái đặc điểm nhận dạng bạn. Ê Trúc, đặc điểm nhận dạng của anh là gì? Yeah. Đặc điểm nhận dạng anh thì nếu như mà phải nói về một đặc điểm mà khiến cho em gọi là em chưa nhìn mà em đã biết đấy là anh thì là gì? Mùi thúi. Ủa? Là anh ngửi mùi thúi là em biết đấy là anh. Đúng. Đúng vậy. Tại vì người mình bảo, hôm mình ngứa mồm á, mình bảo mấy đứa fan mình là thúi, bây giờ nó bảo mình là thúi. Đó, nhưng mà mình tiếc là mình tiếc bạn áo vàng kia, nhưng bạn áo vàng kia bạn không nói mình là bạn có hai cái thạch đính kèm. Đó, mình ở dưới cổng công ty. Bây chẳng nhẽ anh đến tất cổng rồi, bây giờ anh đóng cửa không cho vô. Anh có biết là em đang ngủ rồi sau đó em bị gọi vậy chứ là có quà nè. Có người đến. Được rồi sao?
Thôi sao? Tôi biết đấy là cái bài mà. Mấy cái bài này mấy ngày trước là bạn đã nhắn cho em là anh thích ăn cái gì nhất vậy? Em nói hỏi cùng một phong hay sao mày? Chết rồi. Xong em bảo là cái gì em cũng thích. Mới đầu em tính là em thích, em nói là em thích kim cương, vàng đi chứ. Em đoán được hết mà, nhưng mà em cứ nói vậy cho mấy bà, coi mấy bà tặng hương chứ. Chứng tỏ là bây giờ cái bộ ba bá đạo này nó lên level chuyên nghiệp đến cái mức là các bạn biết gì không, là nó có bộ câu hỏi để đi săn thần tượng của bạn ý rồi đó. Bạn ấy sẽ áp dụng cái form đấy lên toàn bộ hệ thống của bạn ý, các bạn hiểu không? Ủa mà sao hôm nay đi một lần ba bà không nhỉ? Bạn này gọi chạy xuống mở cổng công ty, ba bà say hello, cái nhìn nó đứng trước cổng công ty giống như kiểu cái hình của ba con ma của chú Thành Lộc chú ấy biết đấy, mình đúng mình không dám chạy ra luôn, đứng rồi. Nó đứng nhìn mình. Thôi được rồi, mình xong nhiệm vụ rồi, các anh có thể dẫn Mai Phương về phòng quay vlog với cả Mai Phương rồi. Còn Trúc Như thì mời bạn xuống phòng xăm đi đảo. Em chứ kể xuống phòng sao chứ phòng em cũng không nhiều được. Phòng Phong bây giờ nó thành cái đảo hoang rồi. Phong chuyển phòng để đi sang một cuộc sống mới. Thôi các bạn, nói chung là bây giờ sẽ để cho hai mấy thanh niên này tự dẫn cái cột đèn xanh đèn đỏ về nha bạn. Và mình sẽ xách cái đèn vàng. Ủa, tôi hoài dễ vậy hả? Tự nhiên nhắn nó đón, kêu là đón em. Đón em. Kia là bạn Đức Anh rồi bạn. Hả? Bạn Đức Anh này là chủ nhân của những clip TikTok trên kênh Superhero nha bạn. Còn đây là chủ nhân của những chú báo. Ok bạn, bây giờ mình đã vào phòng của mình rồi. Phòng riêng. Nếu như các bạn khán giả trên kênh của mình mà các bạn rất là thắc mắc và muốn vào phòng mình chơi, vì phòng mình có nhiều đồ chơi các bạn, thì bạn Trúc, mình khẳng định với các bạn luôn là Trúc chơi ở trong phòng này chán luôn. Bạn chơi trong phòng này chán rồi. Bạn ngồi trong phòng này chắc là lần này là lần thứ N rồi các bạn, chứ không phải là một lần nữa. Lần thứ N luôn rồi. Và trong phòng mình chắc là không có gì cái góc nào mà Trúc không biết nữa. Em biết là có một cái điểm mà anh không thích ở em là gì không Trúc? Tức là khi mà Trúc đến phòng mình các bạn, Trúc sẽ kiểu mẹ lén. Trúc sẽ kiểu đấy các bạn hiểu không? Nhưng mà Trúc ở trên mạng ấy, Trúc sẽ bật cái mode gọi là trẻ trâu. Trúc sẽ ngồi spam mình cả ngày, nhắn tin mà mình không xin là Trúc sẽ spam. Spam mà không xin nữa là Trúc sẽ ấn gọi. Trúc trẻ trâu đến khiến mình nói thật với bạn, đây là một trong những cái quạt mà không ít là mình bị block đi. Nhưng mà cái sự hiện diện của bạn ấy vẫn còn ở đây. Ok đây, mời em ngồi ghế. Stand by. Ngày hôm nay bạn qua kiếm mình vì bạn muốn điều gì? Thì em nhớ anh mà. Em nhớ anh à? Anh cũng nhớ em, nhưng mà nếu như anh nhớ các bạn mà anh tiếp được hết các bạn thì anh sẽ phải cần tổ chức một cái fan meeting của Mr. V. Hay là anh thuê một cái tiệm cà phê xong anh làm một fan meeting đi. Được không? Được. Bởi vì nếu mà tổ chức fan meeting của cả team ấy thì công ty sẽ đầu tư, còn tổ chức fan meeting của mỗi anh thôi thì anh sẽ phải tự bỏ chi phí ra để anh làm với mọi người. Và nếu mà anh không có tiền thì bây giờ anh sẽ thuê cái vỉa hè, sau đó mình sẽ tiếp các bạn fan bằng cá viên chiên, sau rồi uống coca đó các bạn. Và mình sẽ thuê mấy cái loa kẹo kéo của mấy cái ông ở bên phố đi bộ các bạn, xong mình sẽ đứng mình hát, tổ chức fan meeting ở ngoài vỉa hè, các bạn thấy hợp lý không? Đúng rồi, đúng rồi, nếu mà tổ chức ở phố đi bộ là công an ta đuổi đấy các bạn, đó gây rối trật tự công cộng là chết mình liền đấy. Rồi ok, hôm nay thì bạn Trúc, mình cá với bạn luôn là Trúc sẽ mang một cái gì đấy cho mình, vì lúc nào Trúc cũng sẽ mang. Và mình cá luôn này, cái món quà mà Trúc mang đến ngày hôm nay á, nó sẽ không chỉ có những nội dung chính mà nó sẽ phải đính kèm một cái gì đấy gây trầm cảm, hoang mang dư luận và gây sốc cho người xem các bạn. Anh nói có sai không? Không. Anh lạ gì em? Chúng ta còn lạ dẫm gì nhau nữa đúng không? Ok. Rồi em muốn gì em làm luôn đi, mình làm cả thể đi. Rồi. Trước khi bạn Trúc đến đây thì bạn ấy nhắn cho mình là anh muốn ăn gì, lần nào cũng thế. Và bạn ấy mua, bây giờ mình sẽ cho bạn xem cùng mình cái menu của bạn Trúc mang đến đây nhá. Hai cái thùng này đủ để cho một gia đình ngồi ăn cỗ. Và bạn ấy xách tới đây. Ok bạn. Đầu tiên là bạn ấy xách đến chuối sấy The Rick Blander 1. Mình sẽ bày ở đây bạn đấy. Em ngồi đi, em ngồi giống như cái ông địa ở dưới công ty anh ấy. Rồi, thứ hai là khoai tây. Cái này thì mình cũng được, mình cũng ít khi mình ăn cái này, nhưng mà không sao, nó vẫn là một món mà mình ăn được. Cái này là que cay. Rồi, thêm cái nữa là mực bento. Ăn siêu cay các bạn, cái này nhìn màu đỏ chót là mình biết là nó cay rồi. Xong, chúng ta đã hết hộp quà thứ nhất, chúng ta cùng đến với cả hộp quà thứ hai. Bạn ấy mua dừa coco sim. Đây là một pha gọi là pha đúng quy trình nhưng mà sai kết quả. Bạn ấy mua nước dừa là đúng các bạn, nhưng mà mình không uống nước vị dâu hay vị sen, mình uống nước dừa thôi. Nhưng mà không sao, hai cái nước này vẫn ngon đấy bạn, thì thoảng mình vẫn uống nhưng mà mình không mua nó nhiều thôi. Rồi tiếp là bạn ấy mang đến cho mình hai hộp khô gà siêu tô khổng lồ. Đó, hai hộp khô gà xé cay.
Cái này đủ cho mình ăn chắc trong khoảng 3 ngày đến 5 ngày. Đó các bạn. Và các bạn biết là cái vấn đề là gì không? Là thực ra có một cái bí mật. Đấy là mình rất thích ăn khô gà, khô bò. Nhưng mà mình biết là cứ mỗi lần mình ăn vào ấy là mình sẽ không ăn ít đâu các bạn. Nhưng người ta là một cái hộp này người ta sẽ ăn từng chút một nha. Nhưng mà mình mà ăn ấy là mình sẽ ăn từng nắm một. Và nó dẫn đến một cái hậu quả đó là mình sẽ ngồi ôm toilet khoảng 2 tiếng. Nên là với hai hộp này thì mình sẽ ngồi ôm toilet khoảng đâu đấy là 5 ngày. Nhưng mà không sao cả, nó vẫn thơm ngon. Nhưng mà anh thấy thiếu thiếu. Biết, em biết mà. Biết thiếu gì hả? Thiếu gì? Sầu riêng. Không phải sầu riêng. Thường những món quà của em nó sẽ đi cùng cái gì đấy ngớ ngẩn. Hôm nay em lại tự nhiên tốt bụng chứ. Mình sẽ cho bạn xem một số cái mà các bạn sẽ không ở thấy trên video mà mình đã giấu được bạn. Các bạn nhìn này, trong ngăn kéo của mình thì sẽ có một số những cái vật phẩm nó dị dạng kiểu như này. Em đừng bảo cái này không phải là em làm. Đằng sau nó còn ghi sẵn tên Thanh Trúc Báo, còn in cả cái mặt bạn lên đây. Như cái bức ảnh này thực ra là mình cũng muốn được các bạn tặng ảnh, tặng yêu thì mình sẽ thường là gắn lên đây hoặc gắn lên đâu đấy. Nhưng mà mấy cái ảnh này mình không biết là mình gắn lên đâu nữa các bạn, bởi vì mình thôi được qua nhà mới mình sẽ gắn thêm cái bảng này nó to hơn để mình có thể có chỗ để gắn mấy cái ảnh trầm cảm của bạn ý. Sao đây mình cuối cái gì các bạn, cái gì trời. Cái gì chứ? Em có muốn ăn cái gì trong này không? Tại sao em không ăn? Cảm ơn em. Được rồi, em sẽ mang đi cắt. Rồi bây giờ mình sẽ cất cái nùi này vào trong tủ lạnh. Một nùi. Rồi ok, mình sẽ cất nó vào trong tủ lạnh bớt nha các bạn. 1, 2, may quá nó vẫn vừa, mình tưởng nó không vừa cơ các bạn. Nó vẫn vừa. Chúng ta có 2 lọ nước dừa. Tông tông. Mình sẽ để nó ở đây. Ok. Nên mình cũng sẽ tặng quà ngược lại cho bạn Trúc nha. Cái quà này nó thực ra mình nói thật nó không phải là quà mình mua. Quà này là mình được biếu. Nhưng mà mình không thể nào mà ăn hết được. Mình sẽ tặng cho bạn Trúc khoai lang sấy dẻo đến từ Đà Lạt. Món quà này là món quà của một người chị rất là thân với mình đã tặng mình. Mình sẽ chia cho bạn Trúc. Đây là lọ mứt dâu tằm. Thực ra mình rất thích cái mứt này các bạn. Nhưng mà do là mình đang giảm ký một xíu, người mình dạo này bị chê là mập, nên là mình quyết định là mình sẽ phải giảm ký. Nên mình sẽ tặng lại cho bạn Trúc nha. Chúc bạn Trúc sẽ mập thay mình. Cụ thể là đại loại là như vậy đó. Là mập dữ rồi. Thực ra là mỗi lần mà các bạn fan đến nhà mình chơi á, thì có nhiều lần mình đã chuẩn bị rất là nhiều để đón các bạn ý. Nhưng mà cái phòng của mình thì nó cũng chỉ có như này thôi. Và kịch bản thì lặp đi lặp lại lần nào cũng sẽ vậy. Nên là hôm nay mình không có sự kiện gì đặc biệt. Nhưng mà để cho cái video thăm bạn bạn Trúc thăm mình nó được đặc biệt thì mình sẽ khui cho bạn xem cái này. Cái này có lẽ là chưa nhiều người thấy đâu. Cái này chưa nhiều người thấy đâu, nhưng mà mình sẽ cho bạn Trúc xem nha. Đây là một cái kỷ niệm chương, một cái cúp. Và cúp này là rất là đặc biệt. Nó đến từ YouTube. Cái cúp này nó là cúp cảm ơn bạn đã đồng hành cùng YouTube Short Việt Nam. Và trên này nó có khắc tên mình là Mr. Vịt. Đây là khắc các bạn, khắc trực tiếp vào cúp luôn. Và cúp này được tặng đến từ YouTube. Đây, chính là cái cúp từ YouTube. Đây là cúp của mình. Tuyệt vời không? Do ngày hôm nay mình không có biết là mình sẽ tặng bạn Trúc cái gì. Nên là mình sẽ viết tặng bạn Trúc một lá thư. Một lá thư tuyệt mệnh. Mình mới phát hiện ra có một cái này các bạn. Cái này là thư của bạn Thanh Trúc. Để kỷ niệm bạn Thanh Trúc đến nhà mình sẽ đọc cho bạn nghe thư của bạn Thanh Trúc. Thư này là thư bạn Thanh Trúc dành tặng cho mình. Nhưng mà trong này nó có một cái thứ vật phẩm kèm theo các bạn. Đấy là một cái ảnh rất là cute. Đó, nhìn không? Một cái ảnh rất là cute. Nhìn mặt của Trúc này, Trúc đang bất lực các bạn. Đó, Trúc đang bất lực. Mình sẽ đọc cái thư này nha. Nó có 2 tờ các bạn. Em có muốn anh đọc không? Đọc cái này nha. Ok, cái này thì nó ổn hơn đấy các bạn. Xin chào anh bé, em là Thanh Trúc đây. Chắc anh nhận ra con báo này đúng không? Đúng. Báo anh giữ có mà hu hu hu. Bé báo rất là nhớ chú. Mong là có sự kiện để cho em đi báo chú nữa nhen. Chứ chú của em có thêm nút vàng và nút kim cương. Khi nào mà tầm khoảng đây chú 70 tuổi chú sẽ có nút kim cương. Bé báo này vẫn còn gặp chú và báo chú dài hơn nữa nhé. Đã báo chú 3 lần rồi. Lần này là lần thứ 4. Muốn gặp thêm nhiều lần nữa nhưng mà năm sau bé có rất là nhiều bất ngờ dành cho chú sẽ không tiết lộ. Thử gọi chú dậy thôi chứ anh vẫn đẹp trai số 1 trong lòng em. Năm sau em có một bí mật. Thực ra là anh có một cái thói xấu. Anh không có bao biện cho cái việc là đến giờ này vẫn chưa đọc thư đâu bạn. Có rất nhiều món quà ở trong phòng của anh, nó là quà của fan tặng. Nhưng mà thậm chí anh còn không mở quà nữa. Không phải là bởi vì anh không muốn mở quà của các bạn mà là tức là mình là một cái người bị nghiện một cái cảm giác. Mình thích cái sự bí mật mà mình thích cái sự bí ẩn. Tức là trong phòng mình ấy, mình hay cầm cái lá thư này nè. Mình nhặt nó mà mình cứ để nó ở trên này thôi. Mình gác nó vào bức ảnh. Với mình cái lá thư đấy nó luôn luôn là một cái điều bí ẩn. Và nó vẫn cứ nằm ở tấm ảnh đấy. Nó giống như kiểu một món quà bạn, như kiểu một
cái kho báu á. Và nếu mà mình bóc nó ra thì mình sẽ biết bên trong nó có cái gì. Nó sẽ mất đi cái sự hấp dẫn và cái sự hồi hộp. Khi mà các bạn cầm cái hộp quà trên tay á thì các bạn sẽ rất kiểu trong này nó là cái gì ta. Và mình cũng thích cái cảm giác đấy, nên là mình sẽ giữ cảm giác đấy bằng cách là mình sẽ để rất lâu sau mình mới bóc quà. Nên là cái kênh của mình nó ít có clip bóc quà fan lắm, nên là mình thường hay cất và mình kiểu mình giữ nó, giữ các cái món quà đấy giống như kiểu báu vật của mình đó. Và có lẽ là vlog của mình đến đoạn này nó cũng dài rồi các bạn. Và một buổi ngày hôm nay của bạn Trúc qua thì mình rất là vui bạn, mình vui lắm luôn á. Nhưng mà nó khiến cho mình hơi rối loạn tâm lý. Nên là thành ra là hy vọng là trong tương lai nếu như mà chúng ta nhớ nhau thì chúng ta hãy tập trung vào công việc nhiều hơn nhé. Bởi vì thực ra các bạn qua thăm mình thì mình cũng rất là thích, nhưng mà nếu mà ngày nào cũng qua thăm thì chúng ta sẽ không làm việc gì cả. Hy vọng lần sau sẽ được gặp bạn Trúc để mình có sự chuẩn bị kỹ hơn để có thể tiếp đón bạn Trúc nhiều hơn. Ví dụ như kiểu sao lúc tỉnh ở ngoài đường phố anh giáo viên chuyên làm sao cần hát kéo kéo cũng được. Còn nếu mà một ngày nào đấy nếu như bạn Trúc qua đây và bạn Trúc chơi với mình và bạn Trúc cảm thấy rất là nhớ mình thì bạn Trúc có thể lên xem video của mình và nhớ ấn follow kênh của mình, và đừng quên là tối nào mình cũng sẽ live stream nha. Mình nói là như thế thôi, mình không biết là mình sẽ ngừng live stream vào lúc nào nữa, nhưng mà ít nhất ngày hôm nay 2 ngày liền đều live stream 3 tiếng. Em thấy anh siêu chưa? 2 ngày liền đều quay live stream 3 tiếng nha bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục live stream và mình sẽ cố gắng duy trì cái tần suất live stream và ra video đều đặn hơn. Và thực ra là cái vlog này nó cũng là dấu hiệu của việc mình đã cố gắng chăm chỉ rồi. Từ sáng giờ mình quay vlog này, cái vlog thứ 2. Nên là các bạn nhớ ấn follow mình để có thể theo dõi nhiều video nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn lại. Cảm ơn bạn Trúc rất là nhiều. Yeah. Yeah.